Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Nãy giờ thì mình cũng miệt mài ở bên thế giới Between Land, tại vì mình muốn tìm thêm chỗ công trình á. Và cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một cái công trình rồi. Nó khá là giống một cái cây cổ thụ ha, nhưng mà khác biệt một chỗ là phần rễ của nó rất là chằng chịt luôn á. Nha, nó làm thành một cái đường đi dẫn lên trên luôn nha. Rồi, giờ thì mình sẽ cùng nhau qua bên đó thôi. Để mình sẽ bay qua bên kia. Đấy, đấy, đấy. Ở dưới này là mình thấy luôn rồi. Từ từ, từ từ. Ở dưới này mình nhìn lên trên mình đã thấy cái con gì bay bay trên đó rồi kìa. Có vẻ đó là cái con boss ngự trị của cái khu vực này ấy. À, ngoài ra còn có những cái con cá sấu nó núp ở trên này nữa. Cá sấu hả? Mình sẽ tiễn nó đi luôn. Nó này thì ngủ hả? Ui, nó chống cự. Chống cự hả? Này thì chống cự. Rồi, chỗ này có rương không? Có vẻ là không có rương rồi. Vậy là chắc phải lên trên tiếp thôi. Lên thêm một chập nữa. Lên trên kia, bay lên. Hay là cưỡi rồng lên cho quách nha. Mình có rồng mà. Quên nữa. Đi, đi nào Rogan. Lên em ơi. Dùng đầm lầy cũng là dùng ha. Kiểu như là tiện lợi cho em đó. Hy vọng là Rogan sẽ thể hiện sức mạnh. Ok. Mới khen luôn. Mới khen cái té cái đuổi luôn. Rồi bay lên, bay lên. Không sao hết, không có gì phải sợ. Rồi, mình đã bay lên trên nóc rồi. Ui, ui, ui. Oh. Ủa, nó chết rồi hả? Ê, hình như con boss chết rồi. Đúng không? Boss chết chưa? Ủa, sao mình nghe tiếng ai thổi sáo vậy ta? Khoan. Cái, tự nhiên mình có được cái vật phẩm Chiropa Eruptor nè. Wow. Có vẻ cái con ngự trị trên này đã bị rồng mình cắn một cái là chết rồi. Ui, ghê vậy. Ở đây thì mình thấy có một cái con tên là... Ôi, tan biến rồi. Nó đang ngồi đây, nó thổi sáo cho mình nghe nè. Trời ơi, tính ra mình chưa kịp quýnh nó luôn á. Em rồng cắn cái chết queo con nó luôn rồi. Rồng ít, bá đạo thiệt sự luôn. Rồi, còn một vài cái con lơ cơ nè. Con cá sấu ở vùng này. Mình sẽ tiêu diệt nó luôn á. Không thôi nó cắn mình á. Chirobar. Cái này mình có thể dùng được á. Ồ, khi mình sử dụng thì nó sẽ phóng ra những cái giống như là phi tiêu vậy đó. Ra xung quanh á. Trời ơi. Chúng rồng là rồng mất máu luôn nè. Khá là mạnh đấy. Rồi, và phía trên này mình thấy nó còn có một cái bây giờ mấy cái cây này đụng vô mất máu nha. Ủa, cái này là cái gì vậy? Nó cho mình những cái viên đá. Xịn vậy. Còn gì khác không? Hết rồi. Được một viên đá Crimson ha. Wow. Khá là tốt á. Còn gì khác không? Hình như hết rồi. Ồ, công trình này chỉ có vậy thôi. Được đấy, được đấy. Thôi, giờ thì đi tiếp thôi. Trời ơi, mình thấy công trình này là mình nói chiến này vô mánh rồi. Có dịp để thể hiện sức mạnh phép thuật của mình cùng với em rồng rồi ha. Nhưng không, em rồng làm đùng một phát chết con boss luôn. Mình chưa kịp thể hiện gì hết á. Rồng mạnh dám ăn luôn. Thôi, đành phải đi tiếp thôi chứ biết sao giờ. Ý, và khi đi chưa được sao bao lâu thì mình gặp một cây đại thụ khác, cũng như là một tòa tháp luôn. Xịn sò con bò vậy. Cái này gọi là cái stronghold á. Mình mở được cái thành tựu bước vào stronghold kìa. Đây là stronghold bên thế giới bị chuyên land á. Khá là ghê đây. Đây có nhiều con ma quá. Mấy con quái vật này khốn kiếp thiệt. Né né ở chỗ khác nha. Nhẫn. Ôi, phép thuật lửa không, không ăn thua rồi. Phải dùng phép thuật băng thôi. Ui, coi kìa nó bay kìa.
Pháp sư nè. Tên pháp sư nè. Đập mấy cái chậu này kiếm đồ. Ui, đập chậu này ra con bọ kẹp. Heo. Ghê vậy. Ui, còn có 7 nữa. Ồ. Mình phải tìm cách để mình giải mã cái công trình này thôi. Ui, nó cướp mất cái gậy phép băng mình rồi. Ôi không, mình đã bị cướp mất cái gậy phép băng rồi. Con nào lấy gậy phép băng trả cho ta đi. Trời ơi, mất. Ui, có lại. Ui, nguy hiểm vậy. Phải đập những cái lồng spawn này nè. Không là nó sẽ xuất hiện rất là nhiều đấy. Mình cũng không có nhiều thông tin về cái công trình này á. Thành thử ra mình đã tìm hiểu một chút rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ha. Chắc mình sẽ khám phá từ giữa lên trên để tránh bỏ sót những cái rương chứa đồ. Mình thấy trong đây cũng nhiều rương chứa đồ lắm. Ui trời, con ma. Chơi hù chạy. Nữa. Ui trời. Trong công trình này lâu lâu có mấy con ma nó xuất hiện ra nó hù mình ấy. Đúng giật mình luôn. Ôi có đồ ăn. Quá đã. Qua đây kiếm đồ ăn hơi bị khó. Mình phải lướt trong mấy cái chậu này này. Hên xui sẽ có đồ ăn cho mình ha. Rồi, mình đang khám phá ở tầng giữa của cái công trình này. Ui dồi, và có vẻ khá là nhiều quái luôn á. Toàn là mấy con mối các thứ được không à. Nó quánh đau lắm. Rồi, mấy cái lồng spawn này thì nên đập đi ha. Coi còn đồ gì khác không. Hay là lên trên. Ở chính giữa nó còn. Còn mấy cái rương nữa nè. Ở đây thì nó sẽ có hai khu vực. Một khu vực là chưa được vào nè. Một khu vực này thì cần giải mã. Ôi, mà nó có 7 nha. Nói giải mã thì cũng không phải nữa. Mà cái này mình cần phải phá vỡ cái cục ở trên này nè. Nhưng mà cúp mình thì đập được không? Đập rất là lâu luôn. Cúp mình thì đập rất là lâu. Nên bắt buộc mình phải chế tạo cúp của cái thế giới Between Land này. Được làm từ những cái quặng ở dưới này ha. Mình sẽ đập đứng ở vị trí xanh xanh này nè. Đập thì nó mới được ha. Đó, nó đang đập kìa. Nhanh hơn cây cúp kim cương của mình được một xíu. Và sau khi đập xong thì... Đó. Cái cục ở bên đây nó đã đi vào giữa rồi. Mình sẽ đập ở tương tự với ba cái góc còn lại ha. Mình đã dọn hết quái của tầng này rồi. Nên giờ mình đập khá là dễ luôn. Không có bị quấy rầy nữa. Xong cục thứ hai. Và bốn góc có vẻ nó là bốn cái nguyên vật liệu khác nhau. Để tạo thành một cái thứ gì đó ở giữa kìa. Nếu nhìn kỹ thì mình thấy bây giờ nó đã có hai bộ phận rồi. Để mình gán đập thêm cái này nữa để coi nó sẽ tạo ra cái gì nào. Ồ, bộ phận thứ ba đã được đưa vào giữa rồi. Ê. Ồ. Hình như đó là một thanh gươm thì phải. Cái cuối cùng. Để coi có phải là thanh gươm hay không nha. Bộ phận cuối cùng đã được đưa vào. Ý? Nó đã hợp nhất lại và tạo thành một thanh gươm thiệt. Ôi, đây là thanh gươm Shockwave. À, mình có thể tạo ra được một cái vụ động đất này, một vụ chấn động nhỏ ha. Đấy, kìa, nó khá là giống cái phép Shockwave của mình luôn á. Mạnh chưa? Wow. Quá dữ luôn. Này thì giỡn mặt. Thích ghê luôn á. Ôi, ở đây còn nhiều đồ ăn quá nè. Lấy luôn. Có đồ ăn. Giờ thì chắc lên tiếp tầng kế nào. Tầng kế thì nó chỉ có cái rương chứa đồ thôi. Ôi, con này. Con này láo nháo cái gì. Ở trên đó nó còn có cái bẫy để làm mình rơi xuống dưới nữa. Căng vậy. Uầy, nó nhiều đồ hết. Từ. Mình lấy cái cúp ra mình đập cái lồng spawn. Đập lẹ. Đập cho nó khỏi xuất hiện ra luôn. Rồi, giờ thì có thể lấy đồ được rồi đó. Vô đây chủ yếu là lút đồ không luôn á. Thích quá trời. Nó sẽ cho mình một cái rìu nè. Cái rìu ở vùng thế giới này luôn nha.
dùng nó sẽ rất là tốt á. Rồi, nó cho mình một cái ring of accent luôn. Ui, một cái nhẫn. Wow, không biết mình dùng được không nữa. Một xíu thì mình sẽ test sau ha. Giờ thì bay lên tầng kế. Tầng này thì chỉ có người giữ cái thanh kiếm mới có thể vượt qua cái điểm này. Phải không đấy? Ui thiệt. Khi mà mình đụng vô thì nó sẽ đẩy mình ra này. Ui, vậy là mình bắt buộc phải giữ thanh kiếm này à, đúng không? À, khi mình cầm thanh kiếm này và bước vào thì sẽ không sao á. Rồi còn gì nữa không? Ơi, có làm gì mình không? Cơ. À, là mình phải đứng yên một lúc thì sẽ dịch chuyển mình tới một cái chỗ để mình đánh boss à. Ô, cái này mình quýnh mình bị phản đam. Oh my god luôn. Ui, sao đánh bại đây giờ? Cái cục này có vẻ khá là khó để phá hủy đây. Mình quýnh mình cứ bị phản đam ấy. Ui, chiếc này khó rồi. Để mình thử mình dùng phép giật điện cực mạnh của mình coi coi có ăn thua hay không á. Ui, vẫn không mắc nổi một máu luôn á. Nhưng mà đánh đổi lại mình bị phản đam rất là nhiều luôn. Căng rồi. Búp kháng cự lên. A few moments later. Oh, mình đã bị hiểu cơ chế đánh con boss này rồi. Hiểu nha. Chưa, từ từ. Tức là khi nó bắn quả cầu ra, mình có thể chụp quả cầu đó lại và bắn vô nó để phá vỡ cái lớp phòng ngự của nó. Rồi, ok, hiểu luôn. Nhưng mà bây giờ nó mới phá được có một lớp thôi, nên thành thử ra chưa có thể tấn công được nó ha. Phải phá nhiều lớp cơ thì có nhiều khoảng trống hơn để chúng ta có thể kiểu như là tấn công nó. Đây rồi. Đỡ đi con boss. Đó, nó lại vỡ thêm một lớp phòng ngự rồi. Đó, giờ mình đã đánh vô cái lỗ này là có thể gây được sát thương cho nó rồi nè. Người mạnh thì có mạnh đấy, nhưng mà cũng sẽ bị khắc chế thôi. Chỉ cần hiểu cơ chế đánh nó thôi là mình đã dễ chơi hơn rồi đó. Giờ thì đợi cho nó tấn công tiếp nào. Cái đòn màu xanh nước biển thì không có lượm được. Đòn màu xanh lá cây cơ mới có thể lượm được ha. Đỡ đi, rồi nó rớt xuống luôn rồi. Ui, con này né ra. Tranh thủ lúc mà nó đứng gần mình như vậy, mình phải dồn hết combo vô người nó thôi. Ui, nó bay lên tiếp rồi. Tự nhiên dướng cái mạng nhện này cay thiệt. Ui, nó biết né luôn. Ui, boss đỉnh vậy. Né chiêu như hết đấy. Lần này thì né hộ giùm một cái. Tàn đời rồi. Chuẩn bị. Giật điện cực mạnh. Kết thúc nó luôn. Nổi không? Một đòn nữa. Gán giật xuyên qua cái khe thôi. Cái khe kìa. Ui, cái khe. Vẫn không thành. Phản đòn nè. Rồi, chiếc này tàn đời ngươi rồi. Kết thúc thôi nào. Này thì boss à. Goodbye, no see you again. Nó rơi ra cái đống đồ luôn. Yay. Đầu tiên là một cái ring up recruitment. Cũng như là một cái cộng cộng gì đây? Cộng amulet. Wow. Mình mới biết sau khi mình đeo cái nhẫn vô á, mình có một cái siêu năng lực. Ở dưới chân mình đang có một cái lốc xoáy lá kìa. Ui, bay cao lên. Không cao hơn được, nhưng mà mình có thể di chuyển ở trên không trung như lơ lửng như vậy nè. Wow, cái nhẫn mình nhặt được đỉnh ghê luôn á. Dùng đầm lầy này mà có cái khả năng này thì thôi rồi luôn, mình di chuyển không có sợ nữa. Gặp đầm lầy nè, đi qua đi lại trên đầu con cá sấu nè. Liêu liêu, đố em cắn được anh. Trời ơi, cái nhẫn đúng đỉnh luôn. Di chuyển trên cạn cũng được nữa nè, trên mặt nước cũng được luôn. Nói chung là đủ địa hình hết á.
quá là thích đối với cái nhẫn này luôn á. Ôi, ở đằng kia có con đom đóm kìa. Đom đóm sáng thế. Ở dưới nước thì có con cá lồng đèn nữa. Ui ui, có con cá sấu kìa, nó làm gì đây? Nó định làm gì vậy? Định cắn tôi hay gì? Cắn đi. Ôi trời trời trời, nó đi ăn thịt con khác rồi. Khốn kiếp. Ỷ lớn, ỷ mạnh thế biếu. Ỷ mạnh thế biếu hả? Bảo vệ mấy con cá tội nghiệp liền. Rồi, giờ có cái phép này thì tiện quá, đi về thôi. Quánh boss đủ chỉ tiêu rồi. Ngày con boss thôi ha, đánh nhiều quá là ghiền á. Bạn bị kinh rồi. Ok. Bữa đi hôm nay có thể nói là cực kỳ đã luôn á, tại vì mình mang về một cái chiến lợi phẩm quá là đỉnh luôn. Trời ơi, di chuyển lơ lửng như vậy thì hơi bị ảo, đúng kiểu pháp sư luôn ha. Và cái trứng rồng mình up chưa xong. Trời ơi, hôm qua đi khám phá được hai trứng rồng ha. Một trứng rồng Crimson với một trứng rồng Titan Woolly Hole. Nhưng mà up lâu quá. Thôi thì trong lúc chờ đợi trứng rồng up, mình sẽ tranh thủ nạp lại mana cho những cây gậy phép của mình. Sau chuyến đi dài dẳng này, quá trời tốn mana luôn rồi. Nhất là cái cây gậy hệ trái đất nè. Tại vì mình dùng cái phép bay khá là nhiều luôn á. Rồi. Và ngoài ra thì mình còn mấy quyển ta? Hai quyển hôm qua tìm được nè. Thôi thì học nốt luôn ha, cho biết với người ta luôn. Đây, ép vô học. Ra ngoài coi phép gì. Test hai phép này lên trển thăm cái trứng là chắc vừa rồi đó. Vô. Ồ, cái gì đây? Gì chưa gì mình bị dịch chuyển rồi. Phép gì mà mình dùng mình bị dịch chuyển quá trời ơi. Ui, hết dịch chuyển xong còn bay lắc nữa cơ. Ui, phép gì hả? Trời ơi, nó còn văng đồ nữa. Đủ chưa trời? Băng, sấm sét, hồi phục. Ôi, còn cây gậy hay trái đất đâu? Ôi, hình như còn thiếu một cây nha. Hình như thiếu nghe. Thiếu mất một cây rồi. À đây đây, gậy trái đất đây. Hú hồn chỉ mén. Trời ơi, test cái phép mà nó văng đồ tứ lung tung luôn á. Nguy hiểm vậy. Thôi, bỏ qua, không test nó nữa. Oh, phép tiếp theo mình test được. Đó chính là phép hơi thở băng. Uầy, có vẻ cái phép này nó sẽ đóng băng được kẻ địch ấy. Mình sẽ test thử. Đi, qua đây test thử trên bò đi. Đàn bò của mình. Ngoài đóng băng đây thì còn có thể gây sát thương nha. Được. Hữu ích đó. Một phép tấn công. Ui, con dùm bài này. Trời ơi, nó cả gan nó chui vô chuồng bò mình. Mình sẽ cho nó nếm mùi hơi thở băng nè. Hôm nay cho con zombie thành cục nước đá luôn. Nhưng mà sát thương nó không cao ấy. Quýnh con zombie đúng lâu chết luôn. Không sao, mình sẽ cho nó nếm mùi mảnh băng. Rồi. Và còn cái phép còn lại thì mình không có dám test bên ngoài đâu. Test trong nhà cho chắc, có văn đồ thì còn tìm được. Ui, test trong nhà nó dịch chuyển ra ngoài rồi. Vậy là phép này liên quan tới dịch chuyển hả ta? Thôi thì mình vô đây mình lấy cuộn sách học phép ra. Mình học theo sách cách này đi ha. Để đỡ nguy hiểm hơn. Đây, coi thử coi. Cái này có tên là Imbue Weapon. Mình sẽ tạm thời cường hóa cái thanh kiếm trên cái thanh hot bar của mình lên. Đỉnh nha. Phép thuật để cường hóa thanh kiếm đó nè. Thanh kiếm mình sẽ có cái hiệu ứng tên là Imbuement. Được á. Nhưng mà hiệu ứng Imbuement có công dụng gì thì mình không biết. Nói chung là nó sẽ cường hóa vũ khí của mình bằng phép thuật ha. Cũng hay. Hèn gì nãy giờ mình cầm gãy phép nó không cường hóa được. Nó giận quá nó văng hết đồ ra luôn. Sợ thiệt. Rồi, nãy giờ test phép cũng được một lúc rồi. Đi lên trên thăm trứng rồng nè. Để coi, xong liền. Trứng này chưa xong. Thôi kệ, tạm thời cho Titan Woolly ra trước ha. Đây, gọi tắt là tàu gồng Titan đi. Gồng Titan. Wow.
Em này nhìn kháo khỉnh vậy ta? Em này ngủ cái mắt lim dim nhìn mắc cười lắm. Hôm qua mình gặp ngay ngoài tổ nè. Rồi, một em nhìn cũng khá là đẹp ha. Ý, cái hình của em này bị lỗi rồi nè. Trời ơi, người ta ngầu như vậy mà cái hình đại diện bị lỗi à. Sukana vậy, ăn đi em. Ý, lên cấp 25 chỉ có mọc cái sừng dài hơn thôi. Mặt thì vẫn kháo khỉnh như lúc nhỏ ha. Đây là điểm mà mình rất là thích á. Rồi, mình sẽ cho em ngủ để cho các bạn thấy sự kháo khỉnh của em. Ngủ đi. Nè nè, coi ngủ cái mắt liêm diêm nè, chuẩn bị nè, coi nè. Coi mắt em cái liêm diêm kìa. Sợ. Rất là dễ thương á. Trời ơi. Được, ngủ đi. Trời, bên đây là trứng Crimson nhưng mà ấp chưa xong nữa. Xong rồi, giờ thì cho Crimson ra thôi. Đây, Crimson. Không biết là em sẽ... đây là màu thường, trời ơi, con nhỏ dễ thương vậy. Ôi, con nhỏ đúng dễ thương luôn á. Qua đây. Cái mặt kìa, nhìn đáo để chưa. Được ấy, rồi, ăn đi. Nhưng mà Crimson sẽ rất là mau lớn nha. Không thua kém gì rồng vua cũng như là những em rồng có kích thước khủng khác đâu. Cấp 10 mà bự như vậy rồi. Ui, và điểm nổi bật của em này đó chính là cái cặp sừng á. Cặp sừng rất là to và dày luôn á. Ăn đi. Để lên 25 coi. Wow, 25 thì nhìn cứng cáp hơn rồi ha. Ui. Em này cấp 40 chắc bự bằng cái tầng 2 của mình, nhà mình luôn á. Thử coi. Chưa bự bằng tầng 2 đâu, nhưng mà ít ra thì cũng rất là khủng so với những em rồng khác mà tầm cấp này rồi ha. Trời ơi, cái tướng đi kìa. Uầy, cưỡi được luôn nha. Quá là thích luôn á. Thôi, giờ thì vô trong cái ọp đi. Đây, mình sẽ cho hai em rồng mình vô trong ọp hết ha. Trời vô. Rồi, quá tuyệt vời, vậy là chiến này có rồng mới để cưỡi đi khám phá rồi đó. Quá đã luôn, thôi, ngủ giấc rồi sáng thức dậy đi khám phá cùng với mấy em thôi. Tình hình là máy mình giờ nó lắc quá. Kiểu mình đi khám phá quá nhiều vùng đất, dư đi rất là xa rồi đó, nên giờ mình bay nó cứ giật giật. Thôi, mình ghét quá. Đi bộ luôn, cửa gồng đi bộ. Đó, đi bộ mà nó cũng giật lát nữa nè. Wow nha. Anh nói nó wow á. Ồ, ở đây có rồng hai đầu luôn. Ồ. Hello. Hello cưng. Gần đây có trứng đồng nữa không? Chỉ anh với. Ồ. Trứng gồng thì có thể mình chưa gặp. Nhưng mà mình gặp ở đây nó có công trình nè. Kệ. Tranh thủ xuống dưới đây cho đỡ lát luôn. Chứ đi hồi nó lát máy quá. Cưỡi rồng thì thích đó. Nhưng mà nó cứ lát lát nên cũng rất là khó chịu ha. Ủa rồi rốt cuộc công trình này là gì đây? Ồ. Có dùm bay với. Ồ. Có rương luôn. Wow. Để coi trong rương này có gì nào. Một quyển sách. Ui, sách này mình học rồi. Hết rồi. Chỉ có vậy thôi à? Trời ơi, công trình to như thế mà có chút xíu đồ à. Buồn thiệt á chứ. Ôi, hồi nãy mình thấy có bóng dáng rồng Ace mới bay lượn ngang thì phải đúng không ta? Nè. Em nè. Ui, mà cái này mới cấp 80 thôi. Ồ. Ê. Khoan. Hình như đây là... Đây là tổ rồng Night Fury. Thời tới rồi. Hôm nay tuy không có được trứng rồng Ace, nhưng mà ít ra thì mình cũng có trứng rồng Night Fury. Quá tuyệt vời luôn. Không ngờ luôn á. Ui, đâu ra thanh niên này vậy? Đi ra chỗ khác mà chơi. Đi ra chỗ khác mình chơi. À, ở đây có cánh cổng hay gì. Được, mình sẽ trừ khử cánh cổng này luôn. Sức mạnh sấm sét. Ôi, sao sức mạnh sấm sét không được. Nó không dùng thôi, dùng một phát là nát cánh cổng liền. Cho nếm mùi sức mạnh sấm sét lại nè. Đấy. Mới bắt đầu thôi mà chúng ta đã có được trứng rồng Night Fury rồi. Có vẻ chuyến đi bữa nay sẽ rất là may mắn đây.
Được, được, được. Đi tiếp thôi. Rồng tay tận ơi. Đâu rồi? Đây, 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 đây. Em đây, em đây. Đáp xuống em ơi. Tuy bữa nay đi thì nó có vẻ hơi lắc đấy. Nhưng mà không sao. Vừa khó thôi. Chơi trong tình trạng giật lát này biết đâu nó lại hên á. Rồi đi tiếp, đi tiếp. Wow, trước mặt mình là rồng Nai Lai ha. Đây là loài rồng cũng sống ở vùng đầm lầy ấy. Nhưng mà mình đã có rồng đó rồi nên mình cũng không có bận tâm lắm. Giờ chủ yếu là rồng Ace thôi à. Mình rất là muốn có được một em rồng Ace cho vào đội hình rồng á. Với cả là khi nuôi Ace lớn thì mình còn có thể lai tạo thêm giống rồng khác nữa. Một công đôi chuyện luôn. Thôi cứ thuận theo tự nhiên ha. Nhiều khi mình cố gắng mình tìm quá nó cũng không ra đâu. Cũng như hôm nay nè, tự nhiên không có ý định tìm trứng rồng Night Fury đâu mà tìm được liền luôn. Mới bắt đầu là tìm được rồi. Thích thật sự. Cẩn tiện mình test sức mạnh của rồng Titan Wooly luôn coi. Một đòn đánh thì kéo cỡ 20 máu ha. Đây là mức sát thương trung bình thôi à, chứ không có gọi là quá là vượt trội của đối với một em rồng ha. Wow. Vậy là chắc Titan Wooly không thích hợp để chiến đấu giáp lá cà rồi. Ok. Giờ thì tiếp theo là rồng Grimson ha. Trời trời. Ái chà chà, con đó tấn công mình đau vậy. Tấn công bằng lửa luôn mới ép đó chứ. Đợi xíu để mình kháng lửa cái đã. Rồi chúng ta sẽ cho rồng Grimson test sức mạnh luôn. Vô. Tấn công em ơi. Đáp xuống, đáp xuống. Tấn công cho nó biết sức mạnh nào. Này thì giỡn mặt hả. Ô. Rồng Grimson tấn công đòn đánh là hơi thở lửa nha, chứ không phải là quả cầu lửa. Cái hơi thở lửa nè. Đó. Ui, và hơi thở này nó còn có thể tạo ra nhung nham nữa cơ. Cơ. Đang đốt cháy mấy con này nè. Đấy. Cũng khá là mạnh đấy chứ. Rất là khó chịu ha. Ví dụ nó muốn áp sát mình thì nó phải băng qua cái đống nhung nham này. Và rất là dễ bị chết cháy luôn. Cũng được. Chỉ sát thương duy trì thôi. Như vậy hai em rồng mình có trong ngày hôm nay thì đều không thích hợp để bước vào những trận chiến kiểu như một một sinh tử ha. Đó cũng là một điểm yếu của những em rồng này. Nhưng mà không sao, mình sẽ không để mấy em kiểu như phải rơi vào những cái tình huống nguy hiểm đó đâu. Mình sẽ dùng chính phép thuật của mình để bảo vệ mấy em rồng ha. Mấy em chỉ có nhiệm vụ là cho mình cưỡi thôi, để đi khám phá tới những vùng đất mới nó dễ hơn á. Rồi giờ thì chắc đi tiếp thôi. Nãy giờ vừa đi vừa bốc phét các thứ nhưng mà mình không có tìm thêm trứng rồng nữa đó. Tới nhà thôi, chấp nhận số phận thôi. Bữa nay mới vô hút được cái trứng rồng Night Fury, tưởng đâu bữa nay là hên rồi, nhưng không. Đi tới cuối buổi vẫn không có tìm thêm trứng rồng nào mới hết. Thôi thì về mình sẽ tranh thủ mình ấp trứng rồng Night Fury trước đi ha. Dù sao thì có còn đỡ hơn không. Để mình chăm thêm dung nham cái đã. Up xong trứng rồng Night Fury, mình sẽ nuôi ẻm cho mau lớn. Để chúng ta còn thực hiện một cái công việc nữa mà mình nghĩ sẽ rất là nhiều bạn yêu thích cái công việc này đây. Đó chính là mình sẽ nâng cấp Night Fury thành một cái dạng mới nữa. Trong kho đồ của mình á, mình còn tới 2 viên đá nâng cấp lận. Một viên là nâng cấp thành Night Fury dạng nước, và một cái là Night Fury dạng bóng tối. Bữa nay là trời tối hả ta? Ý trời. Ấp trứng rồng buổi tối là ý trời rồi. Thôi thì nâng thành dạng bóng tối đi nha. Hợp lý. Nhiều khi có dạng bóng tối mình đi khám phá mình nên hơn. Mình tìm thêm được một trứng rồng Night Fury nữa, về mình nâng cấp nốt thành dạng nước thì sao. Đúng 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 đúng. Giờ thì chờ đợi cho trứng rồng ấp thôi ha. Để chúng ta nâng cấp thành Night Fury bóng tối thôi. Thời khắc này cũng đã đến. Ấy. Chết rồi. Trời sáng luôn rồi. Mình định cho em rồng này ra vào lúc buổi tối cơ, để đặt tên là Shadow Fury cho nó hợp á. Nhưng mà không sao, đặt ở dưới này chắc cũng không có gì đâu ha. Mình sẽ đặt tên là Shadow Fury, bởi vì hôm nay mình sẽ cho em ấy cái viên đá Shadow Stone này. Đón nhận nha Night Fury. Không còn Night Fury nữa đâu. Và chuẩn bị. Ta-da. Em ấy đã trở thành Shadow Fury rồi. Wow. Lại đây em. Trời ơi. Đúng đẹp luôn. Những cái vân trên cánh nè, đuôi, rồi đầu nữa, đều có những cái nét
rất là nổi bật ha. Mắt là cặp mắt màu xanh nước biển luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn. Tuyệt vời, nói chung là tuyệt vời luôn á. Hôm nay quả thật là một ngày nó đã may mắn hơn trong việc tìm trứng rồng của mình rồi. Và ngoài ra thì mình còn tìm được những cái vật phẩm bổ trợ khá là hay. Chẳng hạn như là một cái vật phẩm giúp mình có thể di chuyển nhờ cái lốc xoáy lá này nè. Rất là tuyệt vời đúng không? Hy vọng rằng trong những chuyến khám phá sắp tới, mình có thể cưỡi được Shadow Fury và khám phá được nhiều công trình mới. Và quan trọng hơn là tìm được cái trứng rồng mà mình đang săn mấy bữa nay, đó chính là trứng rồng Ice ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Cũng như vậy thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.